Thưa quý vị, nhân dịp đầu xuân mới, sáng nay ngày 9 tháng 2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại công trình cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm bảo tàng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, cũng như các đơn vị liên quan trong triển khai thi công công trình, khẳng định đây là công trình trọng điểm động lực của thành phố, là một thiết chế văn hóa quan trọng xứng tầm, là nơi lưu giữ, trưng bày và giới thiệu rộng rãi cho dân chúng trong nước và quốc tế về truyền thống lịch sử văn hóa của thành phố và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bí thư Thành ủy đề nghị chủ đầu tư cần hoàn thành đúng tiến độ dự án và đảm bảo cam kết về chất lượng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, có nhiều ý nghĩa, và đặc biệt là ý nghĩa về mặt văn hóa, và nó tọa lạc ở một cái khu vực trung tâm, thu hút được cái sự quan tâm của rất nhiều người, trong đó có nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm đến công trình này. Nên là tôi đề nghị ban quản lý và các nhà thầu phải hết sức lưu ý về các cái biện pháp thi công, đảm bảo các cái yêu cầu về mỹ thuật và chất lượng. Bởi vì sau này đây là một trong những cái điểm nhấn của các cái công trình văn hóa của thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng đã gửi lời động viên lì xì đầu năm mới đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công công trình. Cũng nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đến thăm động viên sản xuất thi công đầu năm tại các công trình trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng, công trình đường vành đai phía Tây 2, dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng, khu công nghệ cao và các dự án phụ trợ và công ty cao su Đà Nẵng. Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao nỗ lực của các nhà đầu tư, nhà thầu thi công trong triển khai các dự án công trình trong bối cảnh dịch bệnh, đề nghị các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục phối hợp với các đơn vị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, khẳng định quyết tâm của thành phố trong khôi phục tăng trưởng kinh tế trong năm 2022. Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục đảm bảo tiến độ các công trình, đảm bảo an toàn và chất lượng thi công, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc năm 2022 thật nhiều thắng lợi mới.